Nói không phải tặng chứ vợ tôi không nói nổi. Nó bật tiếng Tây Thiên Hạ Hoàng Hồn Kinh. Cái tên cung cơm của nó là Nguyễn Thị Khình, vậy mà nó dám đổi lại là Mademoiselle Marie. Có câu con nhà tâm không dâm lông cũng dâm canh. Ông già vợ tôi ngày xưa đã từng làm hương quản sách ba con đi dạo xóm bọn bất lương nghe tiếng khoai kinh. Mỗi khi bắt được một tên đã trộm đào ở trong làng, ông ngồi giữa ngửa trên ghế trường kỹ giữa nhà rồi bật một hơi: "Ê biển mày, coi lấy răng xin như măng thằng này rồi làm rắp bo, đặng ngày mai tao giải nó lên đề lê ghê nha. Để ông cho nó nghĩ mát xích moi về cái tàu vô lưa nghe mày. Ê tên kia mẹ cờ rơi đi toa. Tại sao ở trong làng này mà toàn không nghe danh của mò. Về quê ông hối bề trẻ làm gà làm vịt đãi bà con trong buổi tiệc ăn mừng. Muốn lấy lè với khách ông mới kêu vợ tôi ra, ông cầm cái chén đưa lên hỏi: "Cái này tiếng Tây kêu bằng cái gì con ha?" Vợ tôi đáp: "Dạ kêu bằng lơ cái chén sờ." Thắt thưa khúc khích cười làm ông nhạc tôi hơi mắc cỡ. Ông đưa cái tô lên hỏi nữa: "Cái này kêu bằng cái gì con ha?" Vợ tôi nói: "Dạ thưa kêu bằng lơ cái tô sờ." Ông nổ gió bưng cái mâm vợ lên đầu vợ tôi và nói: "Vậy thì tao cũng biết cái này là lơ cái mâm sao vậy. Trời ơi cái tứ nó bay xình mà cũng gọi là tay." Vậy mà vợ tôi nó có tởn đâu, bữa nọ có ông Tây tàu cáo đi bắt rượu lậu trong làng, ông tổ con ngựa sơ ý thế nào mà con ngựa xúc dây chạy mất. Ông thấy vợ tôi đứng sớ rứa gần đó, ông hỏi: "Chị có thấy ai ăn cắp con ngựa của tôi không?" Vợ tôi không biết ấp giáp gì cũng trả lời đại quy mất sự. Ông Tây ông hỏi: "Chị biết chỗ ở của thằng cắp đó không?" Vợ tôi nói quỳ nữa. Ông nói: "Chị dẫn tôi đi bắt nó được không?" Vợ tôi nói quỳ đã hai lần. Bây giờ nó tính đổi đi cho khác, nó mới nói năm mong sự. Ông Tây giận nói: "Bộ chị đồng lõi với thằng ăn cắp đó phải không?" Vợ tôi nó thấy ông Tây giận nó hết hồn, nó lật đật nó quỳ mong sự. Lão Tây sai lính lôi nó về nhà làng đóng trăng hết nửa bụi. Chừng vợ lỡ ra ai cũng cười nhau lăn vàng kêu nhau rung trời. Một bữa nọ tôi với nó xuân bên tàu hưng gió, thấy một chị me Tây đang khoe khoảy chiếc mùi xoa. Tiễn anh lên Lê Dương trở lại quê nhà, tàu sắp sửa kéo neo tách bên. Không biết vợ tôi nó cảm hứng cách nào mà nó hò lên mấy câu nghe đứt gan đứt ruột, làm mấy anh lính Lê Dương nước mắt chảy ròng ròng. Họ ăn tăng đồng xếp lê xà lúc tú sơ là xà cúc mông cưa, sự ơi tim mỏ đu lưa sự về ma róc. Họ sự về ma róc bao giờ mới gặp nhau. Thanh thần ngó xuống mà xem vợ tôi sanh chứng nên họ bằng tiếng Tây. Thẹn thùng đỏ mặt tía tay, từ lâu con vợ quý chạy bay về nhà. Tôi với vợ tôi thật là hai thái cực tả. Sáng tôi thích điểm tâm bằng sâu giò cháo đậu, thì vợ tôi nó ưa để riêng nơi với thịt nguội bánh mì. Đi đâu tôi thì thích áo dài khăn đông, còn nó lại nít vô một bộ đồ đầm. Khách khứa tới nhà tôi lễ phép hỏi: "Thưa ông, thưa bà mạnh giỏi." Thì vợ tôi nó trăm một hơi: "Alo, bonjour monsieur madame, ça va bien?" Rồi nó dài qua tôi nó nói: "Ê toi, bon thé, vite deux, café au lait, merci toi." Tôi không biết nó nói gì,
nên là khinh đứng như ngỗng đực làm nó nổi sung là o vàng trời. Xảy ra trong gia đình tôi cũng tại ba cái tiếng tay mắc dịch. Vợ tôi nói nhiếp tôi đàn ông mà không biết bạc lê phân xe, không biết civilize, không biết ga lăng, oem politic. Tôi đậu gió mới trả lời lại mình cũng vậy chứ mấy thứ. Mình là đàn bà mà không biết nấu cơm sợ, mình chỉ giỏi cái dầu phấn sợ, thoa son sợ. Vậy thì từ đây tôi như mình nẻo ai nay đi đường ai nay bước, để cho mình được tự do nói tiếng tay sợ. Tôi vừa mới nói dứt câu tức thì lỗ mũi ăn trồng một khi nó mắng tôi đồ mẹ cờ rơ đi quẹt mê la bót tao đạp mày ra.